đối với là vua nước Việt hay không là vua nước Việt không có quan trọng. Cái quan trọng là tôi không có tạo nghiệp, tôi thời nhất định không có để một giọt máu đổ, không có để cho bị xô xát lẫn nhau. Dầu cho phe Thuận Thiên HO hải ngoại có thù hàng cá nhân lẫn nhau, họ cũng phải hạ quả xuống, vì trong lòng thương thù không có ganh giới, không có hận thù, chỉ làm bổn phận để mà về phục định với cha mẹ, chỉ làm một bổn phận để đưa tất cả 100 dòng giống lạc hồng trở lại rạng ngời cho thế giới nể phục. Đó là nhiệm vụ thương thù. Chứ còn tôi không có ham danh ham chức, sáu số không trên núi, tôi nó không có chính trị. Nhưng mà cuộc đời cái bài Kính Thiên mẹ ra nửa đời nửa đạo, rồi đây nắm giữ gian sen, thì cơ trời đi hôm nay là bắt đầu đến phân nửa còn lại. Nếu một người mà không có cái tâm từ bi, thầy tăng mở nước vậy thì mới hay. Nếu không, cả trăm năm trước những vị tiền nhân đã cho những cái câu có làm gì? Trên đời này có ông thầy tu mà đi mở nước. Sư phụ là giáo chủ một tôn giáo, cũng là một thầy tu, so với những sắc cơ